Hello anh em, hôm nay mình vừa về con với 900 2020 nha anh em. Con này thì có một số đồ chơi cơ bản ha, và mới vừa thay nhớt, thay lọc xong. Có chống đổ nè, bao giờ lốc máy nha, bô, đèn tôn ha. Nói chung con này mua về đi thôi nha anh em. Vỏ có 5 mới thay luôn nha, hai bế trước sau luôn ha. Con này biển số Vĩnh Long nha anh em, và góc phố nha. Con này biển số Sài Gòn rút về, sang tên toàn quốc 100 ha. Con này được cái là bóp con nhẹ nha em, và có báo số luôn. Mười ba ngàn cây báo số ha, thì tốc độ thì dòng tua nha. Này, các phím của nó còn khá đẹp ha, chưa có cái nào bị chóc hết á. Thì bình xăng tem da chùm nguyên xe ha. Bây giờ lúc máy có chữ chính luôn nè. Ông dĩa sao còn mới tinh luôn. Vỗ có 5 với 2 thôi nha anh em. Biển số 00996 nha, khá đẹp ha, biển số toàn số trắng mà. Để máy anh em nghe nha. Trước nha anh em, còn gì mới nha, mất điểm ABS này, thay điểm ABS đây nè, mất điểm ở đây ha, đĩa chưa sọc luôn nha, mới tin luôn nha, mới thay lọc giấc cà ben luôn ha, đèn tuôn 4 inch. Yên yên còi đủ luôn nha, đu gin, kính hậu gin, ô gin còn luôn nha. Đây mình xăng nè. Bô này vừa nghe luôn nha anh em, rất là vừa nghe luôn á, không quá lớn. Và nó có cái âm thanh nó như là cũng lực ha, nghe nó cũng vừa nghe anh em. Không có chát. Quay gần cảnh anh em xem nhớt mới thay. Giúp mua tuôn mới thay nha anh em. Con này mới tinh luôn nha anh em. Ốc ác gì ha. Mới tinh luôn. Nước sơn ghim mới tinh luôn. Máy cũng mới tinh luôn. Ốc sơn cao mới tinh luôn. Ok. Anh em quan tâm con này thì vui lòng gọi cho mình ha. Số điện thoại mình là 0949 nha. 999 75 ha. Anh chị em đã xem clip mình nha. Bên mình là Trạng Mô Tô Cần Thơ nha.